Chương trình thi ca Việt Nam và trong phòng kiêm có hôm nay có một người nghệ sĩ tên là Tuyết Nga, và Tuyết Nga cũng đã từng là một người hát về cải lương, và trong lúc trước đây cũng đã cộng tác với Trúc Minh ở một cái đài nói về tục ngữ ca dao. Và Trúc Minh mời Tuyết Nga chào khán giả của đài VNA TV. Dạ, Tuyết Nga xin kính chào quý khán giả của đài Việt Nam American. Dạ, Tuyết Nga được hân hạnh được góp mặt trong chương trình ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn nghệ sĩ Trúc Minh đã mời Tuyết Nga đến đây. Thế rồi hôm nay thì Tuyết Nga có muốn, hôm trước thì Tuyết Nga muốn hỏi Trúc Minh rằng là tại làm sao mà Trúc Minh lại thích về cái chương trình tục ngữ ca dao, và rồi đã là thích thi ngữ, thích ngâm thơ, tức là gọi là thi thơ đó. Thì hôm nay là tiện thể đây thì chúng mình cũng cho Tuyết Nga với lại cùng khán giả của đài biết là bởi vì cái văn hóa của Việt Nam á, thì nó rất là phong phú. Không những là thi thơ, ở trong thi thơ nó có ngâm, rồi ca, rồi hát, rồi vũ. Có phải như vậy không? Cũng chẳng hạn như là cái vấn đề cải lương cũng là một trong. Dạ, dạ đúng. Dạ. Những là dạ, thi ca thi có ca nghĩa là gồm hết tất cả những cái về nhạc cụ của Việt Nam. Thế hôm nay đó, lát nữa đây á, chúng mình sẽ gửi đến khán giả của đài VNA. Dạ. Nhưng mà với cái đề tài là về với ca dao, với và gửi đến những các quý vị là cao niên về cái sự gọi là ca trù. Nhưng mà hôm nay thì Tuyết Minh muốn hỏi là Tuyết Nga, tại sao Tuyết Nga lại thích về cải lương? Dạ, Tuyết Nga thì học ra trường ở điện ảnh về sân khấu Mỹ, nhưng mà từ nhỏ Tuyết Nga đã thích những cái cổ truyền của người Việt Nam mình. Bởi vì có lẽ là xa quê hương, nhìn nhớ quê hương, nhất là nhớ cha mẹ của Tuyết Nga. Cho nên tâm hồn của Tuyết Nga lúc nào cũng hướng về những cái gì cổ xưa của Việt Nam mình, mà Tuyết Nga nghĩ rằng cái cổ nhạc là một cái truyền thống của người Việt Nam, một cái đặc sắc riêng biệt của người Việt Nam mình, mà chỉ có người Việt Nam mình mới có cổ nhạc mà thôi. Cho nên có cái câu nhạc của như anh Chí Tâm đã đặt cái bài và có câu thơ là ở đâu mà có ca cải lương giọng cổ thì ở đó là có người Việt Nam. Vì như vậy cho nên Tuyết Nga rất là thích cái cổ nhạc, cho nên Tuyết Nga đã chuyển và bỏ hết tất cả tâm sức của mình vào trong cái cổ nhạc Việt Nam mình. Lãng mạn lắm, ca dao miền Nam thì như thế này. Trăng nằm dưới nước trong veo, cầm chèo ta đập mấy chèo chẳng tan. Thế rồi hồi nhỏ đó Tuyết Nga có được nghe là ca dao miền Nam không? Dạ, Tuyết Nga có nghe hát chèo, hát trù, cũng biết sơ về ca dao và cũng nghe rất nhiều. Và Tuyết Nga cũng rất là yêu những cái cổ truyền của người Việt Nam mình. Ca trù cũng là một cái cổ truyền của truyền thống của người Việt Nam mình. Tất cả những cái gì mà thuộc về đặc sản của người Việt Nam thì Tuyết Nga đều rất là yêu quý. Và thật sự Tuyết Nga rất là yêu quý nghệ sĩ Trúc Minh, là một người mà Tuyết Nga nghĩ rằng còn giữ lại những cái dư âm, những cái nhịp, những cái điệu ca của người Việt Nam mình mà rất là hiếm quý. Tuyết Nga mong rằng một ngày nào đó Tuyết Nga sẽ có dịp để học hỏi thêm ở nghệ sĩ Trúc Minh về những cái ca trù và ca dao, cũng như những cái truyền thống của miền Bắc và miền Nam. Ở trong cái ca dao á, là những cái gì nó đẹp nhất, và nó không có phải là không có biết rằng là nó sinh nguồn từ đâu, nhưng mà nó là một cái mà gọi là người nọ truyền khẩu qua người kia. Dạ. Chứ không có biết tên tác giả là ai, mà cũng không biết xuất xứ từ ở đâu.
Mà chẳng hạn như mà nói đến nghèo thì là các cụ hay bảo rằng là ô nhất sĩ nhì nông mà vác giá chạy dông thì nhất nông nhì sĩ, không cần phải nói rằng ừ tôi nghèo lắm hay là nói cái gì hay là nói về là những người văn thơ thì là số 1 và những người nhà nông thì số 2, không nói vậy. Nhưng mà bảo rằng hễ mà không có bói đói bụng thì nhất định là nhất nông nhì sĩ, mà hễ mà không có đói bụng nhất sĩ nhì nông, có phải thế không Tuyết Nga?